Trời ơi, như một thói quen nha, ngày nào cũng ra tưới cây nè. Ở đây có cái xô nước nè, tưới xong rồi đứng bứt lá mít nhìn vô hết hồn. Trời ơi, con rắn nè, sợ nhất là sợ con rắn, coi nè ghê không. Trời ơi, có số còn hơn, đứng bứt 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 làm sao thấy cái gì xanh xanh nhìn vô con rắn giật mình luôn, ghê quá, nguy hiểm thiệt. Còn nó cong cong là nó ghê chưa, trời ơi ghê quá. Dài lắm nha, con rắn này dài lắm nha. Thật là nguy hiểm.